Sở Y tế TP HCM vừa thông báo năng suất xét nghiệm của TP HCM đang là 40.000 mẫu mỗi ngày và có thể tăng đến 300.000 đến 400.000 mẫu nếu xét nghiệm gộp từ 8 đến 16 mẫu. Hiện TP HCM đã dự trữ đầy đủ các sinh phẩm test kit xét nghiệm để thực hiện xét nghiệm từ 30.000 đến 40.000 mẫu đơn trong 24 giờ. Nếu thực hiện mẫu gộp, có thể nâng công suất lên 120.000 đến 150.000 mẫu một ngày. Thậm chí, nếu gộp từ 8 đến 16 mẫu mỗi xét nghiệm, thì có thể là 300.000 đến 400.000 mẫu một ngày. Cùng với đó, lực lượng lấy mẫu cũng được huy động từ tất cả các bệnh viện công lập với 5 đội mỗi bệnh viện và 3 đội tại mỗi trung tâm y tế quận, huyện. Năng suất lấy mẫu hiện tại là 100.000 mẫu một ngày, có thể tăng gấp đôi khi lấy mẫu gộp theo hộ gia đình. Với lực lượng này, bảo đảm quy trình lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của Bộ Y tế.